mình cứ duy trì khoảng cách 3 giây trở lên đến xe trước. Có biết cái khoảng cách an toàn 3 giây không? Đếm 1, 2, 3 ấy. Không phải. Giờ chưa biết rồi. Em chưa biết. Bây giờ ha, nhắc lại ha. Đầu tiên á, mình lái xe đường dài đó là mình phải giữ được khoảng cách an toàn với xe trước và cái duy trì cái khoảng cách an toàn với xe đó. Ha. Thì mình chạy từ đây tới Hà Nội cũng không sao cả. Vấn đề là mình giữ được khoảng cách an toàn và duy trì khoảng cách an toàn. Là vấn đề là cốt lõi đó. Là mình bắt buộc là phải tuân thủ. Tại vì mình là người mình tại mới, phản xạ của mình không được như người ta. Thì tuyệt đối là phải giữ khoảng cách an toàn. Thì khoảng cách an toàn 3 giây tức là từ 3 giây trở lên mình mới tới lại cái vị trí cũ của xe phía trước. Đúng không? Thì mình đang lái xe thì làm sao mình biết được khoảng cách 3 giây? Thì nó có một cái mẹo để mình làm. Tức là mình nhẩm trong miệng mình á cái câu là 1001, 1002, 1003 là 3 giây. Hiểu không? Chứ điểm 1, 2, 3 là đâu tới 3 giây. Phải điểm là 1001 là mất 1 giây. 1002 mất 1 giây, 1003 mất 3 giây. Hiểu không? Như vậy thí dụ giờ á xe trước ha, nó đang ứng ngang với cái phần nào lề đường ở trong lề đó. Thì 3 giây sau mình mới tới được vị trí xe trước. Hoặc là trên nữa 4 giây 5 giây thì như vậy là khoảng cách an toàn. Hiểu không? Tại vì á tai nạn xảy ra khi chúng ta lơ đễnh trên 3 giây. Hãy lưu ý vấn đề đó, một cái nghiên cứu của người ta là như thế, hiểu không? Bởi vì tại sao á khi chuyển len á mắt mình không rời khỏi phía trước 3 giây là vấn đề đó đó. Tại vì mình đang có khoảng cách an toàn 3 giây với xe trước thôi thì mình không thể nào rời 3 giây được. Hiểu không? Rồi bây giờ xuống hầm thì mở đèn, bật lên đi, bật lên nữa. Rồi. Mình đi len này bình thường nha. Nhiều người nói len này là len của hai bánh, ba bánh. Tôi đâu có thấy cái biển phân làn theo phương tiện đâu. Nhưng mà không có biển phân làn theo phương tiện thì được thoải mái đi đi, đúng không? Nè, nhưng mà tới cái đoạn đường trên đây có phân làn, gọi xin nhanh trái chuyển qua len liền, đúng không? Bây giờ người ta rõ ràng là phân làn hai làn ô tô, một làn xe hai bánh kìa. Đúng không? Còn trước cái ngã tư trên đâu có biển phân làn. Hiểu chưa? Rồi tắt xin nhanh. Hiểu là chỉ có sau bắt đầu hiệu lực từ sau khi cầm. Đúng rồi. Như vậy là khi nếu mà mình biết luật giao thông được mình sẽ đi nhanh hơn đó. Còn nhiều người không biết thấy sợ quá chuyển vô lên giữa thì lúc đó bị kẹt. Hiểu chưa? Gây kẹt xe nữa, hiểu chưa? Đó bây giờ thí dụ là xe tải nó đang ứng với cái cọp mà thì mình điểm 1001, 1002, 1003 là mình chưa tới cái cọp. Như vậy thì mình đang duy trì khoảng cách an toàn với xe đó, mình đang có khoảng cách an toàn đó. Ha. Nhường à, nhà tốc độ. Đầu tiên là mình cứ giữ khoảng cách an toàn. Đó, cứ ra đường là cứ nhớ làm cái việc đó là cái việc bắt buộc đầu tiên là mình phải làm đó, làm cho đúng. Chậm lại. Rồi xong á, qua hầm này là mình sẽ tập chuyển len. Ha. Còn hồi nãy giờ xử lý đường cong là mình ở đường gió kiệt mình đã xử lý đường cong rồi, hiểu không? Thì chúng ta là chỉ có như thế thôi, không gì khó cả. Thấy cái anh biển số 84 đó không? Được. Biết anh đang bị lỗi gì không? Không có đẹp đâu. Đúng rồi. Và cái lỗi này phạt rất là nặng, giam bằng luôn đấy. Nhớ ha, dù mình có đi đâu cũng vậy, giống như ngày mai là sẽ đi Phan Thiết đúng không? Vâng. Thì cứ đi ra là ra đường là cứ vậy, cứ giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Rồi ra lên đi nè. Ví dụ như là tại nhà thì người ta khoảng cách an toàn người ta thì đúng 3 giây đi, còn mình đó thì mình cho 4 giây đi, đúng chưa? Cái tiêu chí an toàn là đầu tiên mà, đúng không? Cứ giữ khoảng cách được an toàn là đầu tiên. Ga lên tiếp, chưa hết dốc, giữ ga thêm. Đó, lái xe nó có một cái sự logic, chứ không phải là không có logic. Ga lên nữa, ga lên. Chưa tắt đèn vội nha, chưa hết hầm nha. Khi cái biển báo hết hầm ở trên kia kìa, mình mới được quyền tắt đèn ha. Thấy chưa? Tắt trước. Thì thật ra người ta
thấy có một số đèn auto đó, ra nắng là tự động nó tắt. Vâng. Rồi tắt đi. Rồi xuống. Nhưng mà mình thì mình đèn cơ thì mình phải tuân thủ thôi, hiểu không? Rồi cùng mẹ này thì sẽ trước luôn. Như vậy á, cái việc đầu tiên của mình ra lái là đầu tiên mình phải làm gì trước? Duy trì khoảng cách an toàn trước, đúng chưa? Như vậy khi chuyển len thì mình không cần buông ga. Tại vì nãy mình sẽ đi những đoạn đường tiếp theo đây, mình sẽ đi len ô tô không ạ? Tại vì mình đã có khoảng cách an toàn, mình đã duy trì được khoảng cách an toàn đó rồi thì mình đâu cần buông ga. Đúng chưa? Như vậy bước thứ nhất là mình giữ được, duy trì được cái khoảng cách an toàn. Bước thứ hai là mình mở xi nhan trước nha. Rồi sau 3 giây trở lên mình mới được quyền chuyển len. Như vậy thì từ 3 giây trở lên đó thì lúc đó là mình sẽ quan sát. Thì khi quan sát thì sẽ có hai việc. Một là không có xe thì quá dễ dàng rồi, mình sẽ chuyển từ từ sang. Còn có xe thì bình tĩnh, đi thẳng tiếp. Và tại vì mình đang có khoảng cách an toàn với xe trước mà, thì đi thẳng tiếp. Đúng chưa? Rồi khi qua rồi thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua. Một việc đơn giản vậy thôi ha. Đừng có nghĩ cái gì nó cao siêu hết. Lái xe rất là đơn giản. Cứ duy trì khoảng cách an toàn trước rồi đó, cứ tập thói quen đó trước. Đó, giống như anh trước anh đang xin xi nhan phải nè, thấy chưa? Anh thấy có xe anh đâu có chuyển, phải không? Đó, khi hết xe bắt đầu anh chuyển nè, chuyển từ từ. Rồi anh thấy đèn xanh rồi anh để đi luôn mọi chuyện, đúng chưa? Đó, bình thường đâu có chuyện gì xảy ra, thấy không? Đâu phải nhất thiết là khi mở xi nhan là phải chuyển đâu, hiểu chưa? Mở xi nhan là để báo hiệu, nhìn nhớ như thế. Rồi bây giờ mình sẽ tập chuyển len nè. Thứ nhất mình giữ khoảng cách an toàn đi, rồi giữ ga đi chung tốc độ. Rồi thứ hai mở xi nhan đi, cứ mở xi nhan lên trước đi. Rồi ý kiến mẫu rồi. Không có, lấn từ từ qua, lấn ít lái thôi, nghiêng ít lái thôi, rồi ga lên giữ ga. Vừa rồi mình không giữ ga được, khúc cuối không giữ ga được nè. Chuyển mềm mại thôi, dù có hay không có mình cũng chuyển mềm mại qua, hiểu không? Rồi đi cùng tốc độ với xe trước nè, khoảng cách này quá an toàn, đúng chưa? Rồi giữ ga đi. Rồi giữ ga đi nè. Rồi bây giờ tập chuyển lên phải nè, mở xi nhan lên. Giữ ga, buông ga là sai. Vâng. Mình nên lưu ý chạy càng nhanh càng dễ chuyển lên nha. Vâng. Chạy chậm hơn người ta lại là khó chuyển lên hơn. Và thí dụ mình có cảm giác đi, mình đang chạy có một xe chuyển lên qua mà chạy chậm quá, có phải nó đè mình lại không? Nếu mà đi tốc độ cao như thế rất nguy hiểm, đúng chưa? Rồi mở xi nhan trái. Bởi vì tại sao á, ở những cái tiểu bang của Mỹ á, một số tiểu bang á, là khi đi thi bằng lái á, khi kêu chuyển len, giám khảo kêu chuyển len mà mình buông ra, người ta loại mình trực tiếp. Lý do là bên nước ngoài ta chạy tốc độ rất cao, mà khi mình đã buông ra là giống như là mình đang thắng gấp á, thì khả năng á, là gây tai nạn giòn to, hiểu chưa? Nên người ta tập cho mình từ lúc đó luôn. Tại vì bên nước ngoài thì rất ít xe Honda, thậm chí không có xe Honda, và những người có xe Honda rồi là những người đã có bằng lái ô tô rồi. Rồi vừa chuyển vừa vượt nè, mở xi nhan trái lên, chuyển vượt qua xe đó. Rồi tới đây mình nghiêng nhẹ nè, tại vì tốc độ mình đang đi nhanh hơn người ta mà, đúng không? Đó, nghiêng nhẹ thôi. Đó, rồi đầu mình chuyển qua. Rồi tới giữa len là mắt nhìn về phía trước, có nghĩa là khi đầu xe của mình đã hơn nửa len rồi là không nhìn phía sau nữa, em cứ tập trung về phía trước em lái. Chuyến Đà Lạt, ngày mai đi chuyến Phan Thiết, là về là thứ chủ nhật là ôm xe chạy được. Nay đi Vũng Tàu mà đi Phan Thiết. Nay đi từ Vũng Tàu chứ mai đi Phan Thiết. Rồi cứ duy trì khoảng cách an toàn. Rồi ra lên. Đi cùng tốc độ với người ta. Rồi giữ gìn tốc độ như thế này đi hoài, hiểu không? Rồi bây giờ muốn chuyển lên nào? Chuyển phải.
mở xi nhan nhịp biến rồi không có cũng mềm mại, đừng có đánh, đừng có lấy lái nhiều, hiểu không? Rồi ra lên thì nào, vừa rồi ở chỗ ông kia là xử lý đường cong là rất khá tốt rồi. Đi Vũng Tàu thật ra đó nó cũng đơn giản chứ nó không khó. Đường Vũng Tàu tính ra là một con đường dễ lái đó chứ không khó. Đi dễ trước đi khó sau. Tại vì đường Vũng Tàu nó có mấy cái barrier chắn đường chắn với làn xe trong rồi. Nhiều quá, nhiều barrier quá vậy đi. Buông thẳng. Đỏ hờ vô thẳng thôi. Rồi mở xi nhan trái đi. Có xe không? Có xe thì nhìn về phía trước đi thẳng tiếp nè. Rồi khi xe người ta qua nửa thân xe rồi là bắt đầu lấy nhẹ qua. Đúng không? Rồi. Mềm mại như thế. Rồi bây giờ người ta chỉ cái cách đi vô cao tốc nè. Đó, dàn tốc độ nè, nó qua đó. Thấy không, vừa rồi anh mở xi nhan liền anh qua, em thấy là gây, có gây khó chịu cho em không? Ờ, thì bây giờ ngược lại em mở xi nhan nó qua là qua liền là em cũng gây khó chịu cho người ta vậy đúng không? Hiện nay nha, luật đó là chưa có quy định rõ vấn đề đó ha. Nên lưu ý, nhưng mà mình làm gì mình cũng phải làm cho nó đúng chuẩn. Thứ nhất là vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho những người xung quanh. Ở nước ngoài người ta thấy xin xi nhan á là người ta chủ động, người ta nhường lắm, đúng không? Còn ở Việt Nam mình thì cái việc đó thì nó không được như ở nước ngoài. Rồi mở xi nhan chuyển lên nè, không chuyển lên phải để mình đi vào cao tốc mà lỡ rồi thì thôi đi lên này luôn, mình vẫn có lên để mình rẽ phải rẽ lên, mình chuyển lên vào cao tốc mà làm chuyển qua lên chuyển trái chứ, đúng không? Như vậy thì giờ mình sẽ đi vào lên phải và mình đợi đèn rẽ phải. Vâng. Lưu ý em nên mở xi nhan phải từ đây luôn, mở đi. Vì sao? Vì cái lên này vừa được đi thẳng vừa được rẽ phải. Nên khi em mở lên phải, mở xi nhan phải như thế này á thì những xe đi thẳng ở phía sau á người ta sẽ chủ động chuyển qua lên giữa, hiểu không? Còn em không mở xi nhan, em đợi gần nước tới chân rồi em mới mở xi nhan thì xe sau người ta đã lọt vô lên này rồi ha, thì sẽ gây ùn tắc. Thứ nhất người ta đi thẳng không được, đi thẳng là xe sẽ bị vi phạm biển báo vạch kẻ đường, hiểu không? Mà mình mở xi nhan phải này tốt cho mình đó nè. Nó giờ lý kiên hậu thì thấy có xe container ở sau lưng không? À, khi em mở xi nhan phải, xe container nó sẽ biết là khả năng em sẽ rẽ phải thì người ta sẽ không bám sát em, thì một chút sau người ta sẽ lấy lái, người ta chuyển qua lên đó an toàn. Còn nếu mà người ta lấy sát quá, đúng không, người ta lấy sát quá và người ta chuyển rất là khó thì có thể là người ta sẽ cái đuôi sau xe mình rất là nguy hiểm, hiểu không? Tại cái thùng người ta dài, người ta phải lấy lại sớm đó, hiểu không? Đó. Còn bây giờ mình mở xi nhan liên tục thế này, người ta biết là anh này chắc chắn là anh rẽ phải rồi, thì người ta không bám vô mình nữa, để người ta sẽ lấy qua lên giữa, hiểu không? Mình mở cái xi nhan đó là rất là quan trọng đó, chứ cũng không phải không quan trọng đâu. Yeah.
trước cho chắc, rồi tới lượt mình ra lên. Đó, chỉ có như thế thôi chứ đâu khó. Rồi tiếp tục giữ khoảng cách an toàn. Chỗ này chỉ là mới đường dẫn thôi, thấy không? Đó, biển phân đó, xe du lịch được đi 80, đúng không? Tải công rồi đó, đi 60. Rồi, giữ ga đi nè. Rồi, nhìn kỹ cái biển phân làn theo phương tiện kìa, thấy không? Ô tô, tất cả ô tô đi lên đó, còn đây là chỉ xe du lịch, chỉ xe tải dưới 3,5 tấn thôi. Rồi, chỉ mình đi lên này, ra lên. Tại vì mình đi lên kia có những xe giống xe ben đó, nó trên 3,5 tấn nó chạy được có 60 thôi, mà đi lên đó sẽ bị kẹt, thấy không? Đó mình cứ đi qua lẹ này. Cái lựa chọn len đi cũng quan trọng lắm nha. Lấy ví dụ đi, mình mới ra lái mà mình lên một cái dốc cầu cao mà mình lại đi chung với những cái xe tải đã trọng lớn như thế rất là nguy hiểm. Thứ nhất nó sẽ bị đuối ở dốc, thứ nhất là mình đi không có nhanh được à, thứ hai nữa là tiến tới cái sự nguy hiểm nhiều hơn. Nếu mình đi sát những xe tải lớn quá là mình sẽ lọt vào điểm mù của nó, thấy không? Đó, cứ duy trì khoảng cách an toàn như thế mà đi. Khi mình chạy một đoạn rồi ha, là bắt đầu mình quen với cái đường này rồi, là lúc đó là bắt đầu mình chuyển làn. Ngày mai mà thí dụ đi Phan Thiết gì đó thì cũng tới những cái đoạn đường nào đó thì cứ giữ khoảng cách an toàn trước một đoạn đi ha, cho nó quen trước cái đã. Tại vì trên mỗi đường, trên mỗi vùng miền nó sẽ có một cái văn hóa giao thông với một cái cách giao thông đó, nó hơi khác, mình thích nghi trước á, đúng rồi, giống như mình làm cho tập làm quen trước á. Đi từ
nó giảm rồi ha, không cần mà màu nó đạp thắng lợi nhé, mà đạp thắng lợi là mình tốc độ mình giảm rất sâu. Rồi lưu ý nè, bây giờ nó có một cái lối lên đó, đúng không? Thì nếu mà chạy lối, nếu mà mình đã lối lên là mình phải tăng tốc cho tốc độ mình nó đủ 60 mình mới được quyền chuyển vào, đúng không? Biết để làm gì không? À, nhưng mà thật sự á, là cái khoảng cách á, hiện nay á, là người ta yêu cầu mình phải giữ trên 100 hết á. À, là tức là khoảng cách an toàn 3 giây đó. Chắc để án luôn. Giữ ga đi nè, mặt nhìn xa chút. Có nghĩa là đi cao tốc á, thì khoảng cách an toàn mình cũng phải giữ từ 3 giây tới 4 giây. Không được chạy vào len khẩn cấp nhé. Len khẩn cấp để cho những cái việc khẩn cấp, đó chứ. Mình xe van hoặc là xe cứu thương hoặc là những xe ưu tiên như cứu hỏa này nọ kia, hiểu không? Thấy vừa rồi mà cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận không? Không có len khẩn cấp đó, mà xe cứu thương đi không được đó, là cái người nhào chút lại từng xe đó, thấy chưa? Hiện nay là phạt nguội vấn đề mà chạy vô làn khẩn cấp rất nhiều. Đó, phải lưu ý vấn đề đó. Rồi bây giờ tập chuyển len nè, mở xi nhan lên, cứ mở trước xin trước cái đã. Rồi lắng từ từ và giữ ga luôn nè. Chuyển đi mình vượt xe tải đó nè. Rồi bây giờ giữ khoảng cách an toàn đối với xe trước. Đúng không? Chứ đi cùng tốc độ với xe trước mặt mình đó. Tại vì đã chuyển qua rồi thì không cần cái xe tải nữa. Rồi tiếp tục đi cao tốc á, thì cố gắng chạy vào chính giữa len giống như xe trước đó, để làm gì? Lỡ trường hợp mình có nổ vỏ đó thì xe của mình nó không có dựa vào những xe bên người ta hoặc là dựa vô con đường, hiểu không? Vẫn còn một cái khoảng không rộng để cho mình cân chỉnh xe lại, hiểu chưa? Hoặc giả là mình đi chính giữa để xe bên kia lỡ nó có nổ vỏ thì nó cũng không có cài gì tới mình, hiểu chưa? Rồi mở xi nhan phải luôn, mở đi, giữ ga luôn, rồi chuyển từ từ qua, chuyển ít lái thôi, chuyển nhiều lái quá. Rồi chưa có len trái để ta đi tốc độ nhanh ta đi, rồi tập xi nhan đi. Giây thì khúc sau mình chuyển len thì mắt mình cũng không rời khỏi phía trước 3 giây, mình chỉ liếc hướng hậu quay lại, hiểu không? Rồi buông ra đi, nó cho còn có 100 nè, tới đây là cho còn có 80 nè, đúng không? Đó. Bản đồ là mà kiểu giới hạn tốc độ này thì mình thấy được không nhỉ? Có chứ, mình gắn
vô làn phía thường thôi. Ở xin nhanh phải lên làn phía đường hồng đó. Mình coi cái điểm nào trống á, mình vô. Nhưng mà nhớ là đi trật tự không có chen lấn ha. Thấy có nhiều người nó chặt quá, chặt lại. Em đã đi lên quay cùng luôn đó. Cái cùng này coi vậy là mình đi nhanh nhất á. Rồi. Tại hết rồi đó thấy không? Đó. Rồi, dàn tốc độ. Dài mình ngang dài người ta để lấy cái tên. Không có lấy thiếu thôi chưa. Cứ lấy thôi, bên kia mới tính tiền. Rồi, bỏ cái tấm này lên đây. Rồi, đi đi. Nè, xịt tay cái nè. Rồi. Xe lên. Rồi, mở xe nhanh, xịt chuyển lên. Cái đã rồi bắt đầu lắm từ từ vô không? Chứ đừng có chặt vô vội nhá. Rồi duy trì khoảng cách an toàn 3 giây ha. Không phải là quan sát xe trước mặt mình không à, mình phải cố gắng quan sát được cái đoàn xe phía trước nữa, hiểu chưa? Do đó xe chạy là hơi so le với nhau một chút, tức là hơi lệch lệch với nhau một chút, hiểu không? Còn nếu mà xe trước nó to hơn xe mình bị khuất tầm nhìn rồi thì mình phải giữ cái khoảng cách xa ra nữa, hiểu chưa? Để lỡ xe trước mà nó có tình huống thắng cấp thì mình xử lý kịp, chứ không mà mình sẽ bị dọn to ngay ha. Lưu ý vấn đề đó. Xe nhỏ hơn thì em thấy được chiếc xe trước của xe trước nữa, đúng chưa? Vâng. Mà bây giờ mình thấy được vậy thì nó sẽ an toàn hơn đó, thấy không? Còn lỡ mà xe trước mình nó to hơn xe mình, nó che hết những cái phần trước rồi thì mình phải giữ khoảng cách xa ra nữa. Quyền nó rất là quan trọng nha. Như vậy thấy rõ ràng á là lái xe là làm gì quan trọng nhất, giữ khoảng cách an toàn là quan trọng nhất. Đặc biệt là người tài mới ra là phải cản cách an toàn là phải giữ trước hết. Thì nhanh phải luôn nè. Đúng rồi, mềm mại như thế đó, mềm mại á đó. Đó, vậy đó, hiểu không? Là người trong xe rất là dễ chịu. Còn thí dụ mình thấy bên đây không có xe, hoặc là xe đây đi chậm mà đi nhanh hơn nó, chặt lái qua liền, mình giật lại, thì khi đó cái đầu, những cái đầu hành khách người ta sẽ bị lúc lắc, đúng không? Người ta sẽ bị lực quán tính, lắc co lắc lại đó, thì sẽ gây khó chịu. Giống như hồi nãy lúc mà em vô cua ở đường Võ Văn Kiệt, thấy không? Cứ vô trước khi tới cua là nghiêng lái nhẹ trước cái vô cua thiếu đánh thêm à, như thế thì rất là mềm mại, vô xe rất là êm, đúng không? Còn giờ đi thẳng tới ngã cua đánh lái nhiều rồi nó
đánh nó nhiều phải trả nhiều, thì như thế là người ngồi trong xe rất là khó chịu, hiểu không? Mà mình còn bị lực lực quăng xe nữa, không? Nó đẩy mình đi á, hiểu không? Sai biển báo và vạch kẻ đường ha. Thì để một chút mình sẽ thấy cái biển đó, mình sẽ chỉ cho ha. Cái biển hướng đi phải theo đó, trước ngã ba ngã tư thường thì nó sẽ cấm cái biển hướng đi phải theo đó, giống như đường Võ Văn Kiệt hồi nãy mình thấy có biển hướng đi phải theo, thì mình phải làm theo biển và làm theo những vạch kẻ dưới đường. Nhưng khi đến những cái ngã ba ngã tư mà không có cái biển đó thì mình được hiểu là mình đi thẳng và rẽ trái luôn ha. Nên nếu không có biển đó thì mình cứ mạnh dạn cho xe đi thẳng ở làn này, được chưa? Còn có biển đó thì mình phải chuyển vào có cái biển đó mà nó quy định làn này chỉ được rẽ trái thì mình bắt buộc mình phải chuyển vào làn làn giữa đó. Thì hồi nãy giờ mình đã học chuyển làn rồi đó, đúng không? Thì làm sao mình biết là có biển hay không? Thì khi cái tầm nhìn xa của mình á, là mình đã thấy được cái đèn xanh đèn đỏ rồi đó. Thì đối với những quốc lộ này khoảng 120m là mình thấy được, trên 120m là mình đã thấy được cái đèn rồi. Thì tầm khoảng 120m đó là cái biển đó nó sẽ cấm trước cái ngã tư đó. Còn không có là không có, thấy không? Không có là mình cứ thoải mái. Nhưng cũng có số trường hợp nếu mà mình đi lên này thì có thể là mình sẽ bị kẹt lại, do là những cái xe người ta sẽ đậu lại đậu lại đợi đèn, tại đèn rẽ trái, hoặc là đi lên giữa, hoặc là mình đi lên này đèn đỏ mình thắng lợi thì đèn rẽ trái người ta có, mà mình đi lên này thì sẽ gây kẹt xe cho những xe rẽ trái. Do đó đó mình thấy thì mình cứ nên chủ động mình chuyển qua làn giữa là tốt nhất. Mặc dù nó không vi phạm, đúng không, nhưng mà mình nên chuyển qua thì thường á thì những xe đi thẳng đi xong rồi là mới đầu mới tới xe rẽ trái, đúng chưa? Nhưng mà thí dụ mình đang chạy tới ha, mình đang đi thẳng chạy tới vừa tới đèn đỏ là mình phải thắng rồi, mà mình thắng như vậy thì những anh rẽ trái là rẽ không được, đúng chưa? Đó, lưu ý vấn đề đó. Những cái biển mà hướng đi phải theo á, hiện nay nó không còn là biển chỉ dẫn nữa, mà nó đã thành biển hiệu lệnh rồi. Do đó hiệu lệnh phải làm theo hiệu lệnh, còn không làm theo hiệu lệnh là tất nhiên là vi phạm giao thông. Còn chỉ dẫn á thì người ta chỉ dẫn thôi, thì nó không có xử phạt được, nhưng mà bây giờ nó đã đổi qua. Đó, đây. Thấy không? Đi thẳng rẽ trái. Được đi thẳng rẽ trái thì mạnh dạn đi. Đi thẳng rẽ trái thì mạnh dạn, đúng không? Đó, cái đó là cái biển là hướng đi phải theo đó, hiểu không? Đó, cách 120m đó, hiểu không? Còn những cái đường huyện lộ, tỉnh lộ thì nó tùy theo đoạn đường, tùy theo cái tốc độ của cho phép trên đường đó mà cái biển có thể đặt gần hơn, hiểu không? Quốc lộ thì đặt xa như thế, nhưng còn mấy cái huyện lộ mà cho tốc độ thấp hơn thì nó đặt lại gần hơn. Nhớ nha,
mình đi một đoạn mình không nhớ là mình ngoài 200 khu vực trong dân cư mà mình thấy có con lương là mình biết mình chạy được tới 60 đó, thì cứ 60 mà phan, thấy không? Và lưu ý thêm nữa là cái xử phạt á, là mình từ 5 tới 10, tức là mình chạy 65 mình mới được bị xử phạt, thấy không? Nên cái khung 1, cái khung đầu tiên á, nó cũng phải cho một cái sai số. Rồi giữ ga đi nè. Xe cho người những xe rẽ trái nếu mà đậu lại đèn đỏ, thấy không?
Ờ, do đó cái ý thức của mình, mình luôn chuyển qua cho nó chắc. Tại vì mình đã học chuyển len hồi nãy giờ rồi thì mình lấy ra mình xài thôi. Đúng không? Thì bởi vì tại sao nãy tôi bắt tôi học chuyển len đó là vậy đó, hiểu không? Nó theo đèn đỏ đi thẳng thì bắt đầu tới đèn xanh đèn trái. Đến đây là phải dừng đấy. Đó, bởi vì thí dụ đi cái mình lanh mắt mình nhìn rồi có anh đó anh mở sinh nhật trái thế nào biết anh lẽ trái thì lúc nào mình chuyển vô đây liền, hiểu không? Mình chuyển liền tại vì khi cái những cái ở đường quốc lộ này cái tầm nhìn xa của mình 150 mét là mình đã thấy được cái đèn đó rồi, hiểu không? Tại đèn nằm trên cái giá rất là cao, hiểu không? Đi mà xa xa kiểu vừa ấy tay lái mà cũng vừa kiểu hai người thì nó cũng xe tiền đỡ hơn, đỡ mệt hơn anh ạ. Mà anh chưa không đi thì mình đi thôi. Với phần á thường thường á rồi chuyển lên luôn mọi xe nhanh luôn. Với phần á thường thường á mình nên đi hai người, mình đi một người á thứ nhất là nó bị như thế này nè. Cái đoạn đường đó mình đã đi rồi, trả qua trả lại nó chỉ đi giống như vậy thôi, những tình huống đó mình sẽ bị chán, trong khi lúc đó thì mình đổi qua ha. Mỗi người chạy thì sẽ có là đường này, người sẽ có đường kia, nghĩa là mình sẽ chạy được rất nhiều đường hỗn hợp và mình xử lý trực tiếp rất nhiều tình huống, thấy không? Mình lựa chọn là tối ưu thôi, tại mua xe đi giờ muốn đi, mà ví dụ nay mà có đi đây rồi thì mai đi phát tiết tự tin hơn anh ạ. Cứ đi bình thường, những xe vi phạm mới được quý vị thổi lại, hiểu không? Vâng. Thằng đỏ lên này không biết lỗi gì. Mình có thấy có một đèn à, đúng không? Một đèn xanh thôi thì đi thoải mái. Còn thấy có hai đèn thì mình nên chuyển vào bên giữa cho nó, đó là cái cách tốt nhất, đúng không? Nhưng mà một chút á, cũng sẽ có những tình huống mà nó có cái biển hiệu lệnh hướng đi phải theo bên đây. Vâng. Bắt buộc mình phải chuyển vào lên giữa, bắt buộc luôn đó, hiểu không? Vâng. Chứ thôi mình sẽ bị vi phạm biển báo và vạch kẻ đường. Cái lỗi đó là lỗi vi phạm biển báo và vạch kẻ đường. Do đó đó thì anh phải vi phạm biển báo, anh phải vi phạm vạch kẻ đường luôn mới gọi là vi phạm. Còn anh chỉ có vạch kẻ đường ở dưới mà anh không có biển báo, nó cũng không cấu thành được cái tội đó, hiểu không? Vâng. Tại vì á, thật sự là như thế này, khi mà anh muốn là điều tiết cái xe chỉ được rẽ trái ra lên này thôi thì anh phải thông báo cái biển hiệu lệnh nó trước cho người ta, hiểu không? Chỉ còn tới đây thì anh mới rẽ làm sao mà người ta làm kịp, hiểu chưa? Ở nước ngoài á, nó rẽ tới ba cái mũi tên, mỗi mũi tên cách nhau là 100 mét á, để cho mình biết vậy rồi mình chuyển qua. Trễ rồi, mình vẫn đi thẳng thôi. Không sao cả, nãy giờ đâu có biển biển hiệu lệnh hướng đi phải theo đâu, hiểu chưa? Còn thí dụ lỡ mà có biển hiệu lệnh hướng đi phải theo, mình đã vào lên này rồi thì mình xử lý như thế nào? Đi tiếp vào quay lại. Thì mình rẽ vô rồi chúng mình quay đầu lại, mình rẽ lại. Chứ không được phạt chứ. Cái lỗi đó thì nó chỉ có 300 ngàn thôi. Từ 2 tới 400 ngàn thôi. Sao? Anh nói ngập ngừng, anh không dám chạy. Vì anh đang sợ, anh không dám chạy. Khi người ta vẽ những vạch kẻ đường và người ta cắm những đặt những cái biển chỉ dẫn, những biển hiệu lệnh là người ta đã có cái sự khảo sát trước rồi. Nghiên cứu rồi. Giống như đường Võ Văn Kiệt á, là chắc chắn là lúc nào cũng có biển hiệu lệnh và cái vạch kẻ đường hết, hiểu không? Đó, mình thấy được đèn rồi đúng không? Thì là mình phải nó sẽ có biển. Còn như thì không có biển nè, đúng không? Cách 120 mét không có biển nè. Mà lại có cái biển là chỗ quay xe nè, thấy không? Hiểu không? Rồi giảm tốc độ lại đó. Thí dụ như hai anh trước vừa thấy anh kia mở xi nhan, đúng không? Mở xi nhan trái làm anh kia tự hiểu là nó đợi đèn rẽ trái rồi, anh kia chuyển qua đây nè, thấy không?
nhớ nha, mình còn nội ô. Vâng. Giờ thấy ở đây là thấy dễ rồi đúng không? Tại vì mình đã sức quen rồi. Mình thì nói chung có những cái kỹ năng cần có như đó thôi à. Đi Vũng Tàu nó rất là dễ. Đi về miền Tây quê tôi mới khó. Tại vì rất nhiều đường hợp, đường nhỏ, đường quanh co rồi, đường qua cầu hẹp rồi, đường cầu ghề đó. Còn cái Vũng Tàu thì thật sự nó cũng có cần có bao nhiêu kỹ năng đó thôi à. Thật sự đi Vũng Tàu nhất thì chắc nên đi Đà Lạt anh ạ. Đúng rồi, Đà Lạt thì một chút á, xuống Vũng Tàu là mình sẽ có một cái tập thêm một cái kỹ năng á, là đi đường đèo dốc và quanh co, vừa đèo dốc vừa quanh co. Vâng. Còn nếu mà đi Đà Lạt thì Đà Lạt có thể nên đi theo team, đặt team đi. B1 là ở gần khu vực đó hết. Và một người thì ở Mã Lò, một người thì ở đây nhà em ở chỗ đấy luôn. À. Ô cái gần chất. Với cả một người thì ở hai người ở Mã Lò với Tân Kỳ Tân Quý đây. À. Một người ở Mã Lò Hương Ngọc 2. Chuyển từ từ vô đi không sao đâu. Ta đi lên bên kia mà. Cái đường ở đường chỗ anh Kiệt thấy không, thấy có một số cái ngã ba đó là người ta sẽ phình to ra một lane nữa là để cho cái, tại người ta khảo sát rồi thấy cái lưu lượng mà để rẽ trái về đó nhiều quá, hiểu không, nên người ta sẽ phình to riêng, người ta căng thêm một đèn và người ta chỉ ưu tiên là chỉ để rẽ trái hoặc rẽ phải thôi. Nó thấy vừa anh biển đỏ, vừa anh chạy ngang đó thôi, vừa đi lên đó luôn đó. Thấy anh trước là anh có có xin xin nhanh là để trái không? Không, không đúng không? Rồi không để đi thẳng luôn, không để đi thẳng luôn, tắt xin nhanh đi. Nó đi thử coi có cảnh sát giao thông gọi là thổi lại tôi chịu trách nhiệm nha. Danh luật thì nó dễ, cần không danh luật. Rồi anh lên đi. Cái quả cái ngã ba rẽ ở đây lưu lượng xe quá ít luôn, phải không? Thì người ta sẽ không có báo cáo cái việc đó để cho mình tự hiểu là vừa đi thẳng vừa rẽ trái, phải không? Sẽ khó hơn, tại vì á, là xe của mình á, là có những cái đoạn á, nó chỉ có một len không hợp luôn nữa, hoặc là một len xe cơ giới, một len xe thô sơ, như vậy thì khả năng nó sẽ bị có va chạm về bên phải rất lớn, chứ không phải dễ như cái đường Vũng Tàu như thế này. Đường Vũng Tàu như thế này là một đường dễ chạy rồi đó. Tại vì cái cánh bên phải của mình đã quan sát lắm, mình đi đúng len là đủ, là đủ rồi, là xong rồi. Còn bên kia đường quốc lộ là nhỏ hơn, nghe không?
tô sơ và một đen cơ giới. Tôi đi Phan Thiết cái tại nhà kia thì lại ở gần Phan Thiết thế nào, nhưng mà giờ chưa có ai nhận đi. Vừa nãy nhắn tin được rút rồi, coi có người nào nhận không. Mình xem từ có ai nhận thì để chốt chào phải đi. Alo. Đúng rồi. Mình đi thẳng. À, sân Củ Chi hả? À, mình sân Củ Chi mình chỉ thi thi vi phạm thôi. À, thi vi phạm và lên dấu ở sân Củ Chi thôi. Còn mình thi thì mình vẫn là về sân Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó Củ Chi thì mình liên lạc hình ảnh mình đăng ký ha. Hiểu không? Tại vì chỉ thi những cái vụ vi phạm hoặc là thi mà nâng dấu á, tôi mới thi sân Củ Chi thôi. Còn không á, tôi thi sân với sân Nhà Bè, với sân Thành Công Nhà Bè lên. Còn mình trên Củ Chi thì mình liên lạc trên đó mình ấy. Để tôi nhắn tin tôi giới thiệu một giáo viên cho. Cái giáo viên này cũng thâm niên cũng nhiều rồi, lớn tuổi lắm rồi, làm ăn đàng hoàng lắm, có bài bản. Chú Xuân ha. Tên Xuân ha. Rồi để gửi qua cho. Rất tâm hoàng cũng bị bạn là ok rồi anh. Cái gì cũng vậy, làm ăn em đi bất cứ cái gì về mình cứ uy tín là
đi cũng êm, nó gót đời mới thì êm, nó cách âm cũng được hơn gót đời cũ. Cái đấy 2022 luôn này. Thái Vũ nó đang ở trên trường Hoàng Cầu luôn á, người ta cắt bằng CA. Em gọi cho lấy giùm anh đi, gọi cho lấy giùm anh. Cảm ơn nhiều nha.